Hôm nay mình giới thiệu mọi người cảnh thử bơm external wifi của tàu dịch vụ AHTS. Bơm external wifi là bơm chuyên cứu hỏa cho giàn khoan và công trình lọc khí ngoài biển. Chiều cao của cột nước là 50m, độ phun xa của nó là 70m. Tàu bao gồm hai bơm, mỗi bơm được nai bởi một máy chính có công suất là 6.000 mã lực. Áp suất của bơm là 12 kg trên cm vuông. Bơm công suất rất lớn nha các bạn. Độ cao của nó từ mặt biển lên là 50m nha các bạn. Và độ xa từ tâm tàu cho đến cái điểm xa nhất là 75m. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh nhé. Chào mọi người.